ngủ sao con? Em ăn đi, em đang ăn. Đâu rồi? Thôi người ta nghe mình hát, người ta nó quay phim không có gió có hợp hành đâu. Nên mai người ta bị lập phanh. Sao mà lát dữ trời. Sao đi với em đây, các bọn đi chơi đi. Đang gì quay phim mà. Ở đây mát chút đi rồi về. Không, tao rủ đi kiếm gì ăn đi chơi chứ mà đi về. Mua nè, ra mà đi kiếm gì mua vô đây mà ăn. Mà tao đề nghỉ nhóm mình đóng tiền quỹ cho lại đi nha. Ừ, tao nghĩ vậy á. Rồi đi học, nghỉ học cũng đóng tiền quỹ này lâu lắm rồi, tao không rồi đó. Thôi thôi, bỏ tiền quỹ nghỉ học lắm hết. Bữa nay mày với ngươi thôi là thôi, năm nay năm cuối mày tại đi bỏ cái đó làm chi vậy? Chắc là trên. Tụi mình đang ăn thế thư mà. Thế thần của nó đó. Đó là nguồn chi, nguồn chi cho chúng ta. Nguồn chi, nguồn thu. Đó là nguồn quá, nguồn thu. Nguồn chi cho chúng ta. Nguồn chi cho chúng ta, đúng rồi, mày nói đúng rồi đó. À, nguồn đầu nghĩa là nguồn chi cho chúng ta. Chi, nguồn